là trận đấu cuối cùng ở vòng 32 đội. Phú Tức của Mỹ Tú gặp Ombuye của Mỹ Xuyên, và một khoảng cách an toàn nữa đã được tạo ra. Ombuye trong trang phục màu cam, bờ bên trái màn hình ghe số 22 đang ung dung về đích, còn phía sau đó là Phú Tức của Mỹ Tú. Đây là trận đấu để khép lại vòng 32 đội, xác định 16 chiếc vé đi tiếp.